Bên chị bây giờ là có quả nướng cả lẩu là gần 40 món. Và bây giờ là chị có thêm món mới là món bò sốt me. Cái nước sốt me mang ra thì khách thích thì có thể là dưới lên làm nước sốt. Bên chị có món khác biệt là thay vì ghẹ thì nhà chị dùng cua đá. Cua đá thì chắc thịt và thơm hơn.